Dạ, và thầy, thân hai cũng chào các thầy đạo hữu. Thầy có nói là trong đạo Phật thì giải pháp ra một cái vấn đề là nam với nữ. Nhưng mà con thấy hiện tại bây giờ chúng con đang nói trong kinh đó, thì như một vị thì theo một vị thì theo ni, con không nhớ rõ số là các vị thì theo thì chỉ phải giữ 250 giới, còn các vị thì theo nữ thì phải giữ là 300 mấy chục giới. Vậy là còn có sự khác biệt ở trong này. Và cái thứ nhất là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ gì, tôi muốn hỏi là chúng con là những người tu tập tại gia, thì nếu cái trường hợp mà thế nào để mà chúng con có thể biết rằng có cái sự tiến bộ nào đó và có một cái người hướng dẫn nào đó rõ ràng, bởi vì khi tu tập ở trong nhà đó thì phải có cái lời có tu và có cái thầy, thì là thế nào để kiếm được một vị chân sư để mà hướng dẫn để xin lắng nghe. Cảm ơn hai câu hỏi vừa nêu. Về câu hỏi 1 liên hệ đến 250 điều đức của tu sĩ nam, 348 điều đạo đức đối với tu sĩ nữ, thì có phải là Đức Phật phân biệt đối xử khi giao cho người nữ phải tu nhiều đạo đức hơn người nam hay không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Thì để hiểu rõ đó quý vị, vào trong Google đó gõ tỳ kheo giới kinh và tỳ kheo ni giới kinh, quý vị sẽ có cơ hội đọc được tất cả những điều đạo đức đó. Lý do Đức Phật quy định điều đạo đức cho người nữ chi tiết hơn đó là vì nó có nhiều điều trở nên rất nhạy cảm đối với cơ thể của người nữ, cho nên Đức Phật mới quy định làm thế nào để giữ được giới hạnh của người nữ một cách thanh tịnh và trang nghiêm. Thứ nhất là ví dụ như với liên hệ đến hưởng thụ tính dục đi, thì người nữ rất dễ nhạy cảm ở trên cơ thể của mình bất cứ bộ phận nào. Như vậy là khi mà đụng vào những bộ phận đó, đó được xem là phạm giới. Còn đối với người nam thì nó là đơn giản hơn. Thì chính vì thế ở chỗ đó nó quy định chi tiết hơn là những người nam. Thứ hai là về những oai nghi tế hạnh đó, thì người nữ đó nó trở thành là đặc biệt hơn, vì người nữ là thường là yểu điệu, đàng hoàng, đứng đắn, rồi chi tiết vân vân, trở thành là mô phạm. Cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái điều để làm cho một vị nữ tu đó có được cái oai nghi tế hạnh đặc biệt hơn. Cho nên các quy định đó nó cũng nhiều hơn là người nam. Thì như vậy là làm tăng giá trị của người nữ, chứ không phải là những cái phân biệt đối xử như chúng ta chỉ đánh giá thông qua cái con số nhiều hoặc là con số ít. Thì tôi rất mong quý vị có thời gian rảnh á, vào trong Google gõ, thì quý vị sẽ đọc được hai tác phẩm nói về đạo đức dành cho tu sĩ nam và đạo đức dành cho tu sĩ nữ, để chúng ta thấy. Liên hệ đến vấn đề này đó còn có Bát Kính Pháp, tức là 8 điều tôn kính mà các vị nữ tu đó cần phải áp dụng đối với tất cả các vị nam tu. Qua nghiên cứu của tôi và rất nhiều các học giả trên thế giới, thì 8 điều này là do các vị hòa thượng Ấn Độ về sau này biên tập và đưa vào trong giới luật Đức Phật và gán cho Đức Phật nói, còn tự thân Đức Phật là không nói. Vì Đức Phật chủ trương bình đẳng xã hội, bình đẳng nam nữ, thì không có lý do gì mà Đức Phật kêu đó là một vị tỳ kheo ni 100 là tuổi đời, 80 tuổi hạ, đáng làm bà cố, bà sơ, bà sở của một ông thầy trẻ tuổi 20 mà phải đi lại vị đó. Cái chuyện đó là vô lý, là do các vị hòa thượng về sau này ta thêm vào. Và sở dĩ mà tôi nói như thế là vì trong 8 điều cung kính đó đó, nếu phân tích thì nó có những nội dung liên hệ đến Bồ Tát, Yết Ma và Kiết Giới Tràng, cũng như là An Cư Hạ. Những điều này đó chỉ xuất hiện vào năm thứ 12 sau khi Đức Phật giác ngộ, đang khi độ cho người nữ là vào năm thứ 6, tức là trước đó 6 năm. Thì làm gì có những chuyện đó mà nêu ra? Vì người ta bổ túc vào gán cho Đức Phật nói, cho nên người ta đã không để ý đến yếu tố thời gian, nó dẫn đến cái tình trạng rất là mâu thuẫn trước và sau.
mâu thuẫn với học thuyết vô ngã của Đức Phật, mâu thuẫn với học thuyết khiêm tốn của Đức Phật, mâu thuẫn với học thuyết bình đẳng giới của Đức Phật, mâu thuẫn với cái đời sống dân chủ tăng đoàn của Đức Phật. Cho nên tôi không tin rằng Bát Kinh Pháp là do Đức Phật nói. Nó là phần nó được biên tập về sau. Nói như vậy là để chúng ta trả lại cái sự trong sáng của Đức Phật và đừng làm cho Ngài bị hàm oan. Còn Đức Phật á, với tuệ giác của Ngài, lòng từ bi quảng đại bao dung, không phân biệt đối xử gì hết, cho nên Ngài không hề dạy Bát Kinh Pháp. Về phần thứ hai của câu hỏi đó là làm thế nào để nhắc lại cho thầy chút xíu. Hãy câu hỏi là gì thầy quên mất rồi. Nó nhắc lại chút xíu là thầy nhớ à. Tức là tu học của Phật tử Tề Gia làm thế nào để có tiến bộ không ạ? Dạ, Phật, là con nghe chị cũng có nói là hỏi thầy là làm sao để mình tìm được một minh sư để cho mình tu tại gia đó. Minh sư á, có nghĩa đen đó là thầy có trí tuệ. Thầy có trí tuệ thì khác với thầy chỉ đơn thuần có đạo đức. Khi mà mình gọi là một bậc minh sư có trí tuệ thì vị đó đã bao hàm có đạo đức rồi. Vì theo Đức Phật á, trí tuệ được định nghĩa là gì? Kiến thức và ứng xử phù hợp với đạo đức, kiến thức và ứng xử phù hợp với nhân quả, kiến thức và ứng xử phù hợp với luật pháp, kiến thức và ứng xử phù hợp với những gì lợi ích cho mình và cho người. Cho nên gọi là một minh sư thì vị đó vừa có trí tuệ đầy đủ và vừa có một đời sống đạo đức rất là tiêu biểu và chuẩn mực. Ở Việt Nam mình có những cái câu khích lệ về đạo đức á, có đức bằng sức mà ăn. Câu này đó là đúng như chưa đủ. Rất nhiều người có đức thì có thể có phước, nhưng mà có rất nhiều người có đức chẳng có phước, cho nên vẫn thiếu thốn như thường thôi. Hoặc là dân gian Việt Nam á, là có câu thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết. Quý vị hiểu câu đó là gì không? Ai cũng hiểu hết rồi. Chỉ cần á là, tức là biến thầy tu trở thành á, thầy cúng. Mỗi ngày mà đi cúng một đám ma thôi thì quý vị đã có một cái khoản tạ lễ. Và nhờ cái khoản tạ lễ đó đó, quý vị sống là an nhàn suốt cả một kiếp người không hết. Chứ cần thuộc vào đó thôi. Và cái này đó nó khích lệ khuynh hướng đó là biến đạo Phật dừng lại ở phạm vi của tín ngưỡng thông thường. Điều đó rất uổng. Vai trò của một tu sĩ là vai trò tâm linh, mà tôi thường gọi là bác sĩ tinh thần, spiritual, hay là doctor. Vị bác sĩ tinh thần này đó phải có khả năng chẩn đoán được bệnh, nỗi khổ, niềm đau của con người. Phải có năng khoanh vùng và chỉ ra được nguyên nhân của nỗi khổ, niềm đau mà con người đã bị vướng phải. Phải có đủ năng lực để chỉ ra được các giải pháp để kết thúc các nỗi khổ và niềm đau. Đó là trọng tâm mà tất cả các vị tu sĩ phải hướng về và làm được. Thì ai làm được như thế thì tôi tạm gọi đó là một vị minh sư. Trên thực tế là trong lịch sử Phật giáo chúng ta có hàng vạn, hàng triệu các minh sư đã ra đời, tiếp tục ra đời và tiếp tục phụng sự dân sinh. Cho nên để quý vị chọn được minh sư đó thì quý vị cứ đưa ra hai tiêu chuẩn: vừa có đạo đức mà vừa có trí tuệ. Có đạo đức thì làm thầy mình đã xứng đáng rồi. Nếu thầy đạo đức đó mà có thêm trí tuệ nữa thì quý vị đó là được nhờ rất nhiều thứ. Thì nhiều khi đó mình có vị thế xã hội giàu sang, mạnh thường quân của chùa, mà mình chỉ đến với thầy đạo đức không á, mình có thói hư tật xấu, thầy đạo đức là không dám nói. Nói sợ mình buồn, nói sợ mình phiền, nói sợ mình không cúng dường nữa. Còn vị minh sư người ta không bận tâm đến việc mà quý vị có cúng hay không cúng. Người ta nói chân lý để chia sẻ cái hiểu biết mà Đức Phật đã dạy. Còn ai theo được thì tốt, không theo được thì cũng không sao. Ai cúng dường thì tốt, không cúng dường thì họ cũng không quan tâm gì. Cho nên người đó ta mới dám nói sự thật ra. Mà sự thật thì bao giờ cũng mất lòng. Có thể quý vị nghe nhiều sự thật mình cảm thấy bị sốc, mình cảm thấy nó choáng váng luôn. Và ngộ ra rằng là bao nhiêu thời gian qua mình đã làm sai hết rồi, hoặc là làm đạo Phật chưa đủ, tu đạo Phật chưa nghiêm túc, thì có nhiều người đã chán nản bỏ cuộc. Nhưng khi mình ngộ ra được rồi
cái gì thiếu thì bổ sung. Những cái khoảng thời gian qua chẳng có gì là mất mát hết, chừng đó nó vẫn tốt. Bây giờ mình hiểu sâu hơn, làm thêm được nhiều điều nữa thì mình có giá trị hơn thôi. Thì đó là minh sư dám nói thẳng, nói thật những chân lý Phật dạy, chứ ta không phải nói chiều theo mình. Dù là mình có vai trò xã hội cao, mình có đóng góp chùa nhiều đi nữa, người ta vẫn phải nói sự thật thôi. Thì được gặp các minh sư như thế là có phúc, và quý vị sẽ được tiến bộ. Như giống một người mẹ thương tất cả các con, không phân biệt đối xử, người mẹ đó sẽ tận tụy chỉ những điều hay lẽ phải, truyền trao kinh nghiệm không giống nghề. Ngoài ra đó phải mạnh dạn góp ý và điều chỉnh những điều chưa hoàn thiện ở con cái, mặc dù con cái có thể không hài lòng, không thích, không ưa, nhưng mà vai trò của làm cha làm mẹ đó phải làm, phải khéo, để cho con cái không tự ái, tiếp nhận những điều hay lẽ phải và trở thành là người hữu dụng trong xã hội. Thì cũng tương tự như thế, vị minh sư đó là giúp cho các Phật tử được tiến bộ. Ví dụ quý vị mới là Phật tử là ngoài cổng chùa, dừng lại ở tín ngưỡng, thì vị minh sư đó sẽ nâng cái trình độ của mình lên và cho rằng đây là phương tiện thôi. Còn đối với chân lý Phật đó thì phải học là trí tuệ, học đạo đức, học thiền định, học Phật sự, là học phụng sự. Thì giờ đó những người đó ngày càng là trở nên hữu dụng hơn. Người ta không có nói để cho hài lòng mình, mà ta nói để cho mình được tiến bộ và được tốt, mà nói rất khéo. Thì bằng cách đó quý vị sẽ lấy ra thước đo sau đây. Ví dụ ngày hôm qua, năm trước, hễ ai nói đụng đến mình chút xíu là mình giận, mình cảm thấy bị xúc phạm, mình cảm thấy mình bị bỏ lơ, không được quan tâm, không được chăm sóc. Bây giờ giác ngộ chân lý Phật rồi đó, chúng ta không dễ dãi trong vấn đề đó. Chúng ta xem đó là chuyện rất bình thường. Nhà cao thì gió lớn, thiền to thì sóng lớn. Chuyện thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, xuyên tạc, vu khống, âu cũng là chuyện thường của cuộc đời thôi. Rồi đó mình không có bận tâm gì hết, tiếp tục làm những việc tốt. Như vậy là mình có tiến bộ. Trước đây đó mình tính rất là sòng phẳng, chuyện anh làm, chuyện tôi làm, tiền anh giữ thì tôi giữ. Bây giờ thì mình hòa hợp vợ chồng, chia sẻ trách nhiệm với con cái, và làm cho gia đình ngày càng hạnh phúc hơn, tình nguyện hơn, xung phong hơn, chăm sóc hơn. Đó là tiến bộ. Trước đây đó ai nói mình chút là mình giận, bây giờ mình không giận nữa, mình thương người đó và tìm cơ hội để hóa giải hận thù với người đó. Trước đây gương mặt mình rất hình sự, đâm đâm chiêu chiêu, căng thẳng, mệt mỏi, cao có vọ vạo. Bây giờ lúc nào gương mặt mình nở cười tươi rói như là Phật Di Lặc, và thấy mình trẻ trung ra, hạnh phúc hơn. Thì đây là những thước đo thực tiễn cho thấy mình đã tu đúng đạo Phật rồi, có tiến bộ rồi. Trước đây đó mình chỉ biết lo cho riêng mình, theo tính riêng tư, được luật pháp bảo hộ và tự do theo cá nhân. Bây giờ mình biết dấn thân chia sẻ các Phật sự, xung phong tình nguyện làm diễn được điều lành. Trước đây là mình đó là buông hết mọi trách nhiệm, bây giờ mình làm rất nhiều việc, thì biết là mình đã có tiến bộ, có tinh thần vô ngã vị tha. Và đó là những thước đo rất thực tiễn nhờ tu học được ở các vị minh sư. Và không á, chúng ta co rút lại đầu tứ chi vào trong cái mai rùa, giống như con rùa vậy đó, không giao tiếp, không tiếp xúc, không làm gì hết, rồi cái lo tu rụt tu rị trong nhà, mình tưởng mình giác ngộ, cái đó là trái với đạo Phật. Đạo Phật dạy chúng ta phải tu với cộng đồng và phụng sự nhân sinh, để cúng dường Đức Phật một cách thiết thực. Thì đây là cái tiêu chí rất đơn giản để tìm minh sư, và cũng là tiêu chí để đánh giá mình có tiến bộ sau khi tu học từ các minh sư.